Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu đồng hồ Habro Classic Fusion Green Titanium Diamond 42mm đến từ thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng. Vỏ đồng hồ sở hữu đường kính 42mm làm từ titan, vành bezel đính kim cương toát lên vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch, mặt số xanh lục, vạch chỉ giờ và kim mạ rhodium sáng bóng, tương phản và đẹp mắt. Đồng hồ chuyển động cơ học tự lên dây cót và khả năng dự trữ năng lượng 42 giờ. Tóm lại, với sự kết hợp sang trọng của kim cương và độ chắc chắn của titan giúp Habro Classic Fusion Green Titanium Diamond 42mm trở thành lựa chọn đầu tiên cho dòng đồng hồ hạng sang. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.